Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, anh em và quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. Qua đó khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba. Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernández, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp, khó lường, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cuba, kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và các tổ chức nghị viện đa phương khác, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai chủ tịch quốc hội cũng nhất trí sẽ tổ chức phiên họp giữa Ủy ban Liên nghị viện hai nước vào năm 2024. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, xác định lĩnh vực hợp tác trọng điểm, thúc đẩy hợp tác, liên doanh và đầu tư phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước. Đề nghị Cuba quan tâm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư tại Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernández nhấn mạnh, Cuba coi thúc đẩy quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Cảm ơn sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba. Cuba đánh giá cao thành tựu của Việt Nam sau 36 năm đổi mới, coi đó là thành tựu của chính mình. Nhắc lại câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng Trị vào năm 1973. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernández cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba vẫn luôn giữ nguyên tinh thần đó với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước Cuba, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernández đã trao huân chương Carlos Manuel tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều huân chương cao quý khác của Nhà nước Cuba cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam. Việt Nam ủng hộ và chủ động áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp nộp bổ sung thuế tại Việt Nam. Đây là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trong phiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu diễn ra sáng nay. Thẩm tra dự án nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng để giữ quyền đánh thuế của Việt Nam trong bối cảnh các nước xuất khẩu đầu tư sang Việt Nam sẽ thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng cần thiết phải ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của thuế tối thiểu. Có thể kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Việt Nam thay vì để các nhà đầu tư nước ngoài nộp khoản thuế bổ sung này tại nước mẹ. Đồng tình với ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề xuất nên bỏ chữ thí điểm trong nghị quyết để Việt Nam giành quyền chủ động trong việc quản lý thuế. Là khi mà chúng ta đã đưa cái quyền định thuế của mình thì chúng ta thể theo cái quy định của OECD mà mình cũng tức là cái trong cái cuộc chơi này ấy là bản thân coi là mình là dành cái quyền chủ động, tức là gọi là chúng ta phải thực hiện cái nghị quyết của mình, thì chúng tôi đề nghị là gọi là bỏ cái từ thí điểm mà gọi chúng ta đánh thuế luôn. Còn khi mà chúng ta sửa luật thu nhập doanh nghiệp thì hiện nay Quốc hội cũng đã giao chúng tôi và chúng tôi hiện nay cũng đã bàn để gọi là thực ra ở bộ chúng tôi thì đã khởi động nhiều vòng rồi về thuế thu nhập doanh nghiệp rồi. Bây giờ thì sẽ đưa vào cái chương trình của đề xuất với Thường vụ Quốc hội sẽ đưa vào chương trình ban hành văn bản pháp luật. Hình như năm 2025 là sẽ ban hành cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng cho rằng việc áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại cho Việt Nam các cơ hội mới như tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn thuế bổ sung, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận.
Các nước có vốn đầu tư ra nước ngoài về cơ bản sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 để thu thêm phần chênh lệch từ mức thuế thực so với thuế tối thiểu toàn cầu 15%. Trong đó có các đối tác đầu tư lớn của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore.